Đồng Nai là tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 96 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nông thôn Đồng Nai đã có sự thay đổi toàn diện trên tất cả các mặt, từ hạ tầng giao thông đến hệ thống trường học, y tế đạt chuẩn quốc gia. Môi trường sinh thái có bước cải thiện, đời sống người dân ngày một nâng lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, hiện thì tôi đang đứng ở con đường ở ấp 4 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Tuyến đường này thì đã được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu. Tại đây thì người dân đã chăm sóc hoa cây cảnh rất là đẹp và đời sống của người dân ở đây ngày càng được nâng cao. Phú Lý là xã vùng sâu, kinh tế chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung vào chuyển đổi sản xuất sang hướng sạch, hữu cơ, gắn với phát triển dịch vụ du lịch, từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Địa bàn Phú Lý thì tất cả các tuyến đường, điện, đường, trường, trạm là cơ bản. Về 90% là được bê tông hóa và tiểu hóa về giao thông. Về cơ sở vật chất như là điện, đường thì cũng đầy đủ. Trạm thì ở đây là trạm Phú Lý thì nó phải được lợi thế thêm cái là cái có phòng khám đa khoa nên cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Và cái lợi thế nữa đó là được sự đồng lòng của người dân trong thực hiện và triển khai đồng bộ thì người dân cũng phấn khởi để thực hiện. Ở các địa phương khác trong tỉnh, nhờ xây dựng nông thôn mới, người dân không chỉ có đời sống kinh tế cao hơn mà sự hưởng thụ cuộc sống cũng được nâng lên, đặc biệt là ở những khu dân cư kiểu mẫu. Đường xá được bê tông hóa khang trang sạch đẹp, điện nước được đầu tư về tận nơi sản xuất để nông dân có điều kiện chuyển đổi cây trồng, thu nhập không ngừng tăng lên. Đặc biệt tại các khu dân cư kiểu mẫu, môi trường cảnh quan rất sạch đẹp, giáo dục, y tế, an ninh trật tự được đảm bảo. So với bộ tiêu chí cũ của tỉnh thì chúng tôi đạt được 11 trên 12 xã nông thôn mới nâng cao. Thì trong đó có 4 xã là nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng được 5 khu dân cư kiểu mẫu. Thì nhìn chung thì quá trình xây dựng nông thôn mới thì bộ mặt nông thôn đã có nhiều cái thay đổi, nhất là về cảnh quan, diện mạo và môi trường. Không ngừng nâng cao đời sống của người dân nông thôn là mục tiêu lớn nhất của Đồng Nai trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các địa phương của tỉnh đang tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Một trong những thành tựu ấn tượng của Đồng Nai trong xây dựng nông thôn mới là thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt gần 64,7 triệu đồng một người một năm, cao hơn nhiều so với mức thu nhập bình quân của cả nước hiện là 46,3 triệu đồng một người một năm. Đến thời điểm này, chương trình nông thôn mới cũng đạt đúng theo cái lộ trình để triển khai thực hiện. Dự kiến là tới cuối nhiệm kỳ thì các cái tiêu chí này cũng sẽ đạt. Ví dụ như là 100% cái số xã đạt nông thôn mới nâng cao, 30% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, rồi 5 đến 6 huyện đạt nông thôn mới nâng cao, huyện Xuân Lộc là cái huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện nông thôn mới, tỉnh luôn xác định các xã, huyện phải song song thực hiện hai nhiệm vụ, vừa duy trì kết quả đạt chuẩn, vừa thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đây cũng là lý do Đồng Nai luôn giữ vững vị trí ngọn cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới, với nhiều xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hơn các tỉnh thành khác trong cả nước.